xem em đùa vào. Ghê không? Cái gì cũng biết hả? Cái gì cũng biết hết. Đúng rồi. Nhưng mà anh không biết là em thích cái gì. Em á hả? Ví dụ thích anh được không? Em bé 3 năm rồi. Em bé 3 năm rồi. Thế thì có mà màn nhện nó đóng chắc cả ký rồi quá. Trinh còn chưa mất màn nhện gì. Cái gì? Trinh còn chưa mất màn nhện gì. Bây giờ thanh đao nó đã xét rỉ xét rồi, cần người phải làm cho thế nó. Anh có thích thanh đao? Thanh đao rớm máu luôn cơ. Ok, hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Google TV nha. Thì giờ đi qua bên nhà Vũ Quốc Hải. Dạ, không biết em đã tân về chưa không? Về rồi. Ủa, bạn lễ tân hồi nãy về rồi hả chị? À không, em bé đang quét sân ngoài ạ. Quét sân hả? Em cảm ơn nha. Gì vậy? Wow, cái sân sạch vậy. Hello em. Vừa đẹp người vừa đẹp nết thế này thì ai mà chịu nổi. Nhỏ quá này, em ở đây nó có cái cây này đúng không? Dạ, không phải xuống. Ngày nào cũng phải quét ha em. Dạ. Anh nhìn anh cũng muốn quét ghê á. Để anh quét tiếp em được không? Anh lâu lắm rồi anh chưa quét nhà. Tại vì anh đi anh toàn là ở khách sạn thôi á. Cho nên là để anh quét cho. Sao em đưa cái một vậy? Anh là khách mà, thì em cũng phải bảo là anh nghỉ ngơi đi chứ. Công nhận gái buôn me là có sao là ấy vậy đúng không? Em quét được xong rồi bắt đầu gió nó đùa ra đúng không? Chứ em thấy là nó đùa ra nữa rồi. Đó chứ. Em phải thuận theo chiều gió. Có nghĩa là gió thổi xuống đó ha, là em cứ quét theo như vậy nè. Mà sao không chặt cái cây này đi mà để chi cho lá rụng vậy? Không nha, anh thấy nhiều nhà rất là thích để cây trứng cá này nha. May mắn với lại tài lộc lắm á. Ngày xưa nhà anh làm á, có hai cây trứng cá trước nhà. Làm là tiền nhiều lắm luôn á. Sao nhà em có mà không có tiền hả? Thế thì anh chém gió bị lỗi rồi. Thôi anh sắp xong rồi em lại tính cướp công. Không, đã mang cái tiếng gọi là quét giùm là phải quét cho nó xong em. Đây này, anh quét xong em đưa cái gầu hốt đây. Rồi em hốt nha. Nhưng mà em là con bà chủ hay là làm ở đây thôi? Em làm thôi ạ. Làm thôi hả? Dạ. Thế là có ở đây không hay là ở chỗ khác? Em làm xong phải là cũng hết 1 giờ là em về. À. Để xe về nhà ba mẹ lo. Thế có ai đưa về không? Dạ không. Ui giời ơi. Em thấy cái xe này không? Dạ thấy. Đó giờ anh mua nó chở được 5 người mà anh chưa chở ai bao giờ. Anh toàn đi một mình thôi mà. Thế để anh đưa em về nhá. Kỳ cái gì mà kỳ, bây giờ nhá. Em lượm được 500k trong túi em trả lại cho anh. Đấy, thì cái việc mà anh chở em về đó là hết sức bình thường. Cái này hậu rồi hốt rồi đổ đâu? Đây hả? Điểm tập kết đúng không? Dạ. Góc chữ A của góc nhà là thường thường là tập kết. Đây, đúng kiểu quét lùa luôn. Vô trong đó gió là nó sẽ ém ở trong đó luôn ha. Dạ. Thôi bữa nào kiếm cái bao đi hốt sạch rồi mang đi dục thùng rác luôn chứ. Để dạ, cho nó sạch nhà. Anh rảnh lắm. Anh đi tới đâu là anh làm đẹp tới đó mà. Gió sẽ không lùa nữa. Em có bạn trai chưa? Dạ
chuyện chưa? Ồ, thế thì anh phải tích cực đẩy mới được, anh phải đẩy đẩy cái chổi vào. À, em phải đẩy cái khác. Đẩy cái khác á. Tại vì anh đó giờ anh không có anh không có gọi là giúp đỡ các bạn nữ đã có bồ. Các bạn nữ đã có bồ rồi thì phải để bồ giúp. Anh chỉ giúp gọi là những cái người gọi là chưa có bồ thôi. Đúng, hợp lý. Cái cá này nặng quá ta. Cái này khó, chắc anh khổ. Khó. Nhưng mà làm như vậy thì cũng phải có thời gian để đi ăn tối rồi chứ nhỉ, hay là ăn tại khách sạn luôn? Ăn ở đây luôn, tùy hôm anh ơi, hôm tùy. Nào mà kiểu mà đây này, đấy. Cái này á nó nặng á thì em đừng có dùng cái này. Em dùng nguyên cái cùi như này nè. Đó. Xem em đùa vào. Ghê không? Cái gì cũng biết hết. Đúng rồi. Nhưng mà anh không biết là em thích cái gì. Em thích ăn được không? Thích anh luôn hả? Trời ơi. Sao mà dẻo miệng thế này thì anh nào mà chịu nổi trời. Thôi được rồi, sạch rồi đó. Anh tính đi ăn nè, ở đây ăn cái gì buổi chiều ngon em? Đồ khô hay là đồ nước hả? Đồ nước. Sao anh nghe nước cái anh thấy cảm thấy ướt át quá trời. Ở đây là buổi tối thì nên ăn gọi là kiểu nước nước đúng không? Dạ. Mà tối nay em làm tới 11 giờ lận hả? À, thăm về. Rồi cái chổi này. Cái chổi này để đâu? Lại mang về vào góc kia hả? Là anh tính ở đây bao nhiêu ngày? Anh ở đây luôn quá. Em là gốc Buôn Mê luôn hả? Ờ thế thì anh ở đây luôn. Ai à, khó quá nhờ. Bây giờ là em chỉ cho anh một món ăn ngon đi. Có nước à? Có nước. Nhiều nước xí. Bún đỏ thì hot ở Buôn Mê. Bún đỏ thì hot hả? Bánh canh ghẹ. Bánh canh ghẹ hả? Nói chứ là chắc này anh đi qua nhà bạn anh chơi. Anh quay cái video này để anh gửi cho nó. Là hôm nay tao gặp được một gọi là em gọi là lễ tân đi ha. Em lễ tân khách sạn rất là bà lem. Mày có muốn qua đây ở không? Tại vì anh nó ở là ở bên phía bên kia. Anh kêu nó qua đây ở cùng anh, nó không chịu. Tại bên kia gần nhà bồ nó. Anh kêu nó qua đây ở, nó không chịu đâu. Thôi anh đi nhá. Có gì mà buổi sáng mai đi. Sáng mai nếu mà em rảnh á thì dắt anh đi ăn sáng được không? Phải xin chủ nữa đúng không? Để anh xin cho, thấy chưa? Ông chủ để anh làm việc. Dạ, có khi anh xin thì anh đi. Ok. Dạ. Mời, để anh xin. Cảm ơn em nhiều nha. Thôi đi qua Vũ Quốc Hải chơi thôi anh em. Ồ, tính ra mấy em này ấy ha. Ấy, vừa xinh đẹp ấy, vừa tốt bụng ấy mà lại còn gọi là siêng năng quét sân láng o luôn các bạn. Mà mình kêu mình quét cho cái để mình quét từ đầu tới cuối luôn. Ảo thịt đi, đúng là mấy cô này. Mà bây giờ là Hải thì mấy hôm nay mình cũng gặp nhiều rồi anh em. Chắc giờ hủy kèo Hải quá. Tình anh em duyên số sinh ra chúng mình. Bạn thân ơi. Nói chứ là bây giờ là kiểu đau bụng quá không đi chơi được. Mai đi chơi được không? Mày đùa bố mày. Hả? Nó thật không đâu. Hả? Không. Hả? Đau bụng không đi được ở khách sạn. À, thôi, cảm ơn lại bố. Con gặp gái. Thế để con chở gái ra đi chơi cùng bố được không? Không,
Nói chung là gặp được em lễ tinh, gặp được em lễ tinh, nói chung dễ thương lắm. Đang gọi là tính gọi là vào rủ đi ăn một tí nè, giờ đi ăn rồi qua trễ xíu được không? Đi ăn tầm nửa tiếng thôi rồi qua được không? Đợi thêm nửa tiếng nha. Kêu qua nhà chơi thôi anh em à, chứ cũng không có gì. Qua nhà Hải thì qua trễ xíu cũng được. Nói chung hai anh em bằng tuổi nhau á, cho nên nói chuyện thoải mái lắm. Bây giờ là giờ hồi kèo được rồi. Vào rủ đi ăn anh em nha. Nó đây. Thôi vào rủ đi ăn đi. Kiểu khách sạn cũng mùa dịch á, cho nên là anh em thấy cũng hơi bấy. Cho nên là anh em vừa tới Buôn Mê nhớ ủng hộ em nha. An Nhiên Hotel. Ai đi vào rủ đi ăn anh em. Kiểu mà trước khi vào rủ đi ăn á, mình phải làm cái mặt gọi là đáng thương, bạn hủy kèo ấy, anh buồn quá. Bạn hủy kèo ấy, anh buồn quá. Em có thể dẫn anh đi ăn được không? Nhưng mà thực tế là mình hủy kèo cho anh em. Cạo râu đi cái, nãy tắm chưa kịp cạo râu nữa. Nãy tính cạo mà quên mất. Cạo đi cho đẹp trai xem nè. Ok anh em nhá. Thì muôn thuở rồi anh em. Mê chim bỏ bạn. Này không phải bỏ mà là hẹn Hải gọi là chậm lại nửa tiếng nha. Giờ này cũng tới giờ cơm rồi, mà dụ đi ăn nó sẽ hợp lý hơn á. Cho nên là thôi, bây giờ đánh liều ấy. Nhưng mà bây giờ kiểu là xin làm sao để cho em ấy đi nữa cơ. Tại vì có chị chủ cũng hơi khó. Em ăn chiều chưa, ăn tối chưa? Chưa hả? Nhưng mà giờ em mà muốn ra ngoài được là phải xin chị chủ bên kia đúng không? Chị, em ở miền Tây lên Buôn Mê Thuật lần đầu. Em công nhận Buôn Mê Thuật đẹp ghê chị ha. Thì nói chung là cũng không thành địa điểm quán ăn lắm á. Cho nên là chị có thể nào mà cho em mượn bé khoảng 15 phút dẫn em đi kiểu mấy điểm ăn uống được không? 15 phút thôi là em chở bé về ngay. Bây giờ thì bé nó tới giờ ăn rồi. Tới giờ ăn rồi á. Được 2 tiếng. 2 tiếng nghỉ giải lao luôn. Ừ. Ui. Chị nhờ em luôn á, chị đi ăn luôn. À, chứ bình thường em đi ăn là chị chở đi hay sao mà phải nhờ em ghê vậy? Không phải đâu, tại vì cứ tới giờ ăn là nhờ chị là hay có ăn ở đây luôn ấy. À. Bây giờ nếu mà em... Thôi, ăn ngoài đi em. Hôm nay chán cơm thèm phở đi. Thế cho đi với em 15 phút thôi nhá. Dạ rồi. Ủa nhưng mà đi như vậy thì chị phải vào thế hả? Không sao đâu ạ. Không sao hả? Dạ. Trời ơi, tốt bụng quá vậy trời. Đi em. Nghe đi chơi cái khoái hơn. Chắc ngồi đây sáng giờ chắc là mệt rồi. Nghe đi chơi cái mắt sáng rồi chị. Kiểu này chị coi phải tuyển người khác rồi chứ. Em chị tuyển người khác đi để em mang em ấy về nhà em. Chịu không? Em đi tí thôi nha chị. Cảm ơn chị nhiều. Thôi ôi, chị chủ ở đây dễ thương vậy. Dễ tính. Dễ tính luôn hả? Đi mở cửa nhé. Xe nói chung anh đi từ Đà Lạt lên đây hơi dơ, em thông cảm nhé. Để em có biết cái tiệm sửa xe nào ở đây không? Mà thôi bây giờ đi ăn gì đó ha. Chứ anh nhìn anh chảy nước miếng lắm luôn rồi đó. Hơi nóng đúng không em? Hơi nóng đúng không? Em hơi nóng chứ anh là nóng lắm luôn á. Anh chịu hết nổi rồi đó. Gì ghê vậy? Lâu lắm rồi mới đi với con trai cơ á. Em bé 3 năm rồi. Em bé 3 năm rồi. Thế thì có mà màng nhện nó đóng chắc cả ký rồi quá. Chân còn chưa mất. Cái gì? Chân còn chưa mất. Tết chắc. Wow. Thật không? Thế. Chinh ở đâu?
ở chỗ đó. Ở chỗ đó chết thật. Không tin hả? Không. Không tin. Phải anh phải gọi là thấy, anh phải sờ tận tay ray tận mắt anh mới tin chứ, em nói làm sao anh tin được. Mình đi ăn cái gì bây giờ nhỉ? Anh bánh canh ghẹ hả? Em biết quán không? Biết. Em có thể cho anh định hình cái tên đường không? Tại vì anh chạy nó sợ nó 11 y bí. Quán này nổi tiếng hay sao mà search cái ra luôn nè. Vậy là chị ấy bảo có 2 tiếng cơ. Nhưng mà anh chỉ xin có 15 phút thôi. Còn 1 tiếng 45 phút còn lại em có muốn về không? Mà em muốn đi chơi với anh tiếp. Anh nhìn cái màu là muốn đi chơi lắm rồi đúng không? Làm từ sáng rồi chán cái gì? Anh biết thừa. Không, nhưng mà này anh nói thật, anh ra đây có 1 mình thôi. Buồn lắm. Với lại cái lý do thứ hai á là bạn anh mới bị kèo anh. Anh bạn của anh nó đi chơi với bồ nó không đi với anh nữa. Anh có bồ à? Anh không có, anh có bồ là anh chở bồ anh đi rồi đi ăn rồi đó. Em thấy anh một thân một mình đó, chứ có ai đâu. Anh ế bao lâu rồi? Anh hả? Anh ế phải 2 năm rồi. Bây giờ thanh đau nó đã xét rỉ xét rồi, cần người phải làm cho thế nó. Anh có thích thanh đau? Thanh đau rúm máu luôn cơ. Ui, đừng nói với anh là em còn ấy nha. Còn chinh luôn. Ừ. Thôi đừng có mà bốc phét. Không bốc phét thật. Nói chẳng ai tin. Nói chẳng ai tin. Làm sao mà tin được? Bao nhiêu tuổi rồi? 21 tuổi. Vỗ tay. 21 tuổi mà còn ấy luôn. Không tin. Giờ biết nói sao mà tin luôn. Nhưng mà là khi nào gọi là cưới rồi mới cho hay sao? Em không nghĩ vậy. Nói chung thì không phải đâu, tại vì cảm giác kiểu chưa có phù hợp. Thế kỷ 21 rồi em, trời ơi. Phải gọi là ấy lên chứ, thoải mái lên chứ. Trời, mấy cái chuyện đó. Nói chung là phải cảm giác phải có người tin tưởng. À, thế anh có tin tưởng anh không? Tin chứ. Chưa, anh quên đeo dây an toàn cho em. Để anh tắt lại. Đừng. Dây xe này khó đeo lắm, để anh đeo cho. Sao con cái cứ thích tự đeo thế nhỉ? Đàn ông ở đây để làm gì? Nhưng mà hôm nay lỗi anh quên đeo mất. Tại vì anh đi một mình á, cho nên là có bao giờ anh đeo dây an toàn bên đó đâu. Hôm nay mới được trải nghiệm này. Ôi, à quên, anh lại thắt vào đây rồi. Ôi, sao em thơm đấy. Kiểu đúng là gái mới lớn ha. Bánh canh ghẹ mà lại đi ăn với cả em gái gọi là ấy nữa chứ, em gái còn zin nữa chứ, thế này thì cứ mà chết anh à. Nhưng mà em làm đây có ngày nghỉ đồ không? Dạ kiểu tuần nghỉ ngày hả? Thế ngày mai xin nghỉ luôn được không? Anh thật sự mà nói thì anh muốn gọi là tham quan Buôn Ma Thuột lắm, nhưng mà anh kiểu cái thằng kia thì nó mê gái rồi đó, anh đi với nó anh cảm giác như kiểu là con kỳ đà vậy á. Cản hai con muỗi, tụi nó mỗi lần tụi nó bờ lem nhau á, anh nhìn cái bắt đầu anh cảm thấy ngứa mắt, mà tụi nó không ngại mà anh nhìn nó thấy ngứa mắt lắm. Thế nên là tuần này nghỉ ngày nào chưa? Chưa luôn. Thế thì sao? Em có muốn gọi cưu mang anh không? Anh là đơn đi từ miền Tây ra tới đây luôn á. Chỉ để gọi là, tại vì anh nghe tới Buôn Ma Thuột nhiều rồi, trên này cảnh đẹp nhiều lắm, đất ở đây đang sốt đó. Cho nên anh tính lên đây làm vài lô. Mua đất. Em có rảnh thì đi chơi anh ơi, xem vòng trước. Cũng chứ mua đất thì cũng chỉ là việc phụ thôi. Ban đầu nó là việc chính nhưng mà gặp em rồi thì nó là việc phụ rồi. Nói chung là anh nghĩ là cái bánh canh ghẹ đúng không? Anh sẽ vét máng sạch luôn. À vét nước sạch luôn. Bởi vì
anh đang rất là đói ấy, nhưng mà đi ăn với các em nữa thì gọi là anh nghĩ là anh sẽ ăn không còn một gì sót lại, người ta gọi là vết máng á. Anh tưởng là không, anh có vết cái gì đâu, anh chỉ vết đồ ăn thôi chứ không có vết bậy bạ nha. Biết cái khác sao mà trông điêu thế mà biết hết rồi mà còn là thế nào nhỉ? học hỏi thôi hả? Bạn bè kể chuyện, bạn kể chuyện. Chưa biết cái gì hả? Anh nói chứ anh là một người gọi là rất là có năng lực trong cái việc đưa ai đó vào đời. Em có muốn vào đời không? Không, anh thề luôn anh chưa đưa ai vào đời. Sao có kinh nghiệm? Sao có kinh nghiệm? Ra bàn antivirus vậy anh. Biết cái đó. Em để anh mở cửa cho nha. Em mà mở cửa là anh sẽ ăn cho mất ngon. Bởi vì biết sao không, mình phải vận động. Khi mà em có để ý thường thường khi mà em đi tập thể dục nè, em đi chạy bộ gì về rồi á, hoặc là em đi bơi em sẽ ăn rất là ngon đúng không? Đấy, cho nên là mình phải vận động trước khi ăn. Mở cửa không thì anh vẫn cảm thấy chưa đủ cái độ vận động lắm, anh muốn vận cái khác được, vận nhiều hơn trước khi ăn được. Chết thật chứ. Nhà bên đang đón dâu, xuân tiếng cười vui, tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng